Trưa 15 tháng 4, họp báo AFC Champions League 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảng H AFC Champions League 2022 có sự tham dự của 4 đội là Cheongbuk, Hyundai Hàn Quốc, Yokohama F Marinos Nhật Bản, Sydney Úc và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Trong buổi họp báo, ông Kim Sang-sik, huấn luyện viên của Cheongbuk Hyundai, có nhận xét gây chú ý về Hoàng Anh Gia Lai và đánh giá cao Xuân Trường. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá, thể hình của cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung không tốt bằng các cầu thủ Hàn Quốc, nhưng tôi nghĩ rằng vài năm nữa họ có thể cải thiện điều đó. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng hay, có tiền vệ Lương Xuân Trường, từng thi đấu ở K-League nên sẽ có nhiều kinh nghiệm khi đối đầu cùng Cheongbuk Hyundai. Ông cũng nhắc lại thất bại trước câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở giải đấu này 6 năm trước. Nói chung, đá với các câu lạc bộ Việt Nam sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi từng thua câu lạc bộ BKMX Bình Dương 2-3 ở AFC Champions League 2016. Đó là trận đấu khó khăn và chúng tôi sẽ không để điều đó lặp lại. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, mục tiêu của câu lạc bộ Cheongbuk Hyundai là giành thành tích tốt hơn so với vào tứ kết ở giải năm ngoái. Ông nói, còn quá sớm để có thể nói về tổng thể của giải đấu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng ở từng trận đấu. Muốn vậy, chúng tôi phải thích nghi với điều kiện khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh, thích nghi với mặt cỏ và giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho trận mở màn với Sydney. Trong trận ra quân ngày mai, thầy trò huấn luyện viên ông Kim Sang-sik sẽ gặp đội tuyển bóng đá đến từ Úc, câu lạc bộ Sydney.